giai thoại về sự tu tập của một vị thầy đã làm chủ được sự sống chết của mình, trích từ lớp Chánh Kiến năm 2006. Tự tu đó là thầy, cái sức của mấy con không đủ như thầy, như Phật không thể làm được. Là những người có cái đặc tính kỳ lạ, thầy thường nói mấy con, thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm, còn mấy con bây giờ 1 phút mà còn có niệm, thì mấy con thấy cái đặc tướng của thầy lạ rồi. Và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa không ăn ba bữa, cho nên đến chùa nào cũng vậy, muốn ăn ngàn bữa. Nó là thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn ăn, nó thấy nó cực khổ quá, nhai nuốt nó cực, cứ cứ nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, mà khi cho nó cực như thế này, mà tuổi thì còn trẻ, đi dạy học, đi học rồi đi dạy học, mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích. Chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ. Cho nên vì vậy mà nó không thích ăn, nó chỉ ăn ngàn bữa, mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy sao nó cực quá, nó không muốn ăn. Đó là cái bản chất của thầy, nó tự nó đã có như vậy rồi. Cho nên đến chỗ nào mà đến chùa nào mà ăn ngày hai ba bữa là thầy ở thôi mà thầy đi. Và khi mà xuống thành phố, mà khi ở chùa Ấn Quang và Giác Ngộ đó, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa Giác Ngộ thì ở, thì lúc bây giờ là thầy ăn ngày một bữa ở đó, thầy tập coi như tập chứ không phải là tránh chúng. Họ ăn mấy bữa thì họ ăn, riêng thầy ăn ngàn bữa rồi thôi, thầy không có ăn cái gì kia. Cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng, bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa, thầy có cái phòng riêng. Cho nên thầy tự túc, thầy mua cơm thầy ăn, cho nên vì vậy mà mình ăn có một bữa mình thôi. Còn riêng mấy thầy thì họ ăn ba bốn bữa, ăn gì ăn. Thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm cha, nhưng mà thầy vẫn. Thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt, nó có những cái học thì học cũng hết mình, mà tu thì tu cũng hết sức. Nó có cái lạ đó chứ, mặc dù là hiểu cái pháp nào mà dạy thì tu hết mình với cái pháp đó, mà tu không được thì bỏ, cứ bỏ mà. Chẳng hạn là đầu tiên thầy ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ mới có 8-9 tuổi thì thầy học Ứng Phú Đạo Tràng. Ứng Phú Đạo Tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đẩu trắng, tất cả những cái này thầy rành lắm, nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à, không có cái nào mà thầy không sai. Rồi trong khi đó thì được những cái người thân của thầy như ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc tha. Thường thường là trong chùa họ hay biến cái ông thầy chùa trở thành vì thầy thuốc, thầy học thầy thuốc, thầy rất giỏi, bắt mạch và coi mạch rất giỏi. Và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú, mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm, chứ không phải cái gì thầy cũng thân. Cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó, trên cái học đó, thầy biết rất rõ, cho nên thầy nói rất thật. Bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Giả lại thì cái nơi cái chùa mà ở, cái chùa ở đây, ở tại đây nó có cái chùa, và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây, toàn là những võ sĩ ở đây. Mà con nói, thầy nói cho mấy con biết, ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội, mà lúc mà ông Nguyễn An Ninh mà ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại Pháp đó, thì ở đây là những cái người mà toàn là giỏi, họ về đây họ trụ ở trong trú, họ trốn ở trong cái chùa này, họ làm cái công việc đó. Thì trong đó có ông thanh của thầy, có ông thanh của thầy, cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa. Nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời. Cái học võ nghệ, có con biết cái nhà này người ta bay qua như thường đó, đứng ở bên đây người giựt chân ta bay qua khỏi cành chốc cây đó, thì cái sức mà người ta nhảy như vậy là người ta học tu, người ta học tập luyện gì đó. Các con thấy những cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia, thầy đi tu xuất gia, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa, thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quyên là cái thứ mà kêu là đầu to không à, chứ không có đầu nhỏ, nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à. Họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu cái ảnh hưởng đó rất lớn. Bùa chú cũng giỏi nè, ngải nghệ cũng giỏi nè, rồi thuốc thang cũng giỏi nè, mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết. Mấy con cứ nghĩ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được, mấy con biết tập cũng cực khổ lắm, nhưng mà tại sao thầy ham chứ. Thấy mấy bác mấy chú đó, họ mấy quý thầy đó, họ làm được,
thầy cũng bắt chước thầy làm, mấy con biết tập luyện thì đào một cái lỗ, bên đây một cái lỗ, bên kia một cái lỗ, rồi ở dưới này mới nhảy lên, cho mình rớt qua bên cái lỗ bên kia, cứ tập nhảy, rồi đeo cát nhảy, đeo cát nhảy, chừng bỏ cát đó mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dụng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm đấy. Cho nên tập mà bay qua cái nhà mình đó, phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó, đó thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy đó. Mình bay qua bên đây rớt một cái tự nhiên chứ không có, nó tập luyện mà đâu phải không biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được, làm những cái gì thầy làm cũng được hết. Cho nên thầy luyện tập, cho nên đến khi tu con biết không, thầy cũng người quyết tâm lắm, khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết, khổ hạnh cách gì thầy cũng làm được hết. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống, mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết, mấy con thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con mà ăn rau thì bữa chắc con chết luôn đó. Nó mệt, nó làm sao đủ thứ. Còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó, thì thật là nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ tập thử, nó không dễ đâu, nhưng mà thầy tập được hết. Coi con người thầy nó có sự đặc biệt, đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên khi mà thầy hướng dẫn, hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhíp nhíp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thì nhập định qua cái kiến giả hiểu. Họ không có hiểu ý của thầy, rồi cuối cùng họ tu không được, họ phải bỏ. Cho nên thầy ít có nói về vấn đề thầy lắm, nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết, vì nói đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16, 17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt nữa không? Mấy con cứ nghĩ là 16, 17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt, mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm. Tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à. Những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không, nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó, họ là những người Hán học, cho nên họ kèm thầy họ dạy thầy chữ Hán. Thầy đọc báo, đọc sách thì viết chữ Hán rất giỏi, thầy làm thơ văn chữ Hán rất hay chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học, thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được nữa không, còn chữ Việt được không? Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy dạy thôi, chứ em học chi, em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được. Thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà, mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng thì cái ông thầy ổng đưa thầy vào cái lớp ổng đang dạy, cái lớp 3, coi như là thầy bỏ lớp thầy nhảy lớp á, lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, mà thầy nhờ đứng 6 tháng ở trong nhà đó. Thì 6 tháng thầy học trong nhà là ổng đưa vô lớp 3, một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được nữa. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó đó. À, rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học thì lên rất nhanh lên, mà thầy đứng đầu lớp hết đó. Không biết thầy đứng đầu lớp, thầy lãnh thưởng, thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không có, nhưng mà có cái lớn con chứ thôi. Bị gì nó 16 tuổi phải lớn con, cho nên trong cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, cho nên thầy tập trung, thầy gương vào để học, thầy học rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không yên bình yên đâu, thì thầy lại được đi về thành phố. Thầy về thành phố, thầy ở trong chùa Ấn Quang rồi đến chùa Giác Ngộ, bởi vì Ấn Quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó, Phật giáo đấu tranh đó. Thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập thì qua bên chùa Giác Ngộ, thầy ở bên đó, rồi ở bên Giác Ngộ thì được yên ổn mà thầy học tập. Thì cuối cùng đó, thì ông thân thầy mất, thì vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trong trường Bồ Đề. Thì ông thân thầy mất, thầy mới về Trường Vương thôi. Thì nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên này, thầy muốn đi tìm cái linh hồn ông thân thầy, thầy mới bỏ hết. Trong khi thầy chuẩn bị giáo hội, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, Hòa thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng cách thức để mà đi sang ngoài quốc lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy có người thông minh đó, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy. Thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy thì về thầy nói với Hòa thượng Thiện Hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tu thôi, xin Hòa thượng giới thiệu vị thiền sư nào. Vì lúc bây giờ đó đọc thiền luận của Suzuki thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì hơn, cho nên vì vậy mà thầy xin Hòa thượng Thiện Hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy ở chỗ nào.
nó có mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông Thanh thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm, cũng làm như cái duyên nó tới lúc này. Cho nên hòa thượng Thiện Hòa nó mới làm viết bức thơ gửi cho thầy hòa thượng Thanh Từ, bởi vì lúc bây giờ hòa thượng Thanh Từ là một thiền sư nổi tiếng đó, do đó thì hòa thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến hòa thượng Thanh Từ. Thầy vào hòa thượng Thanh Từ tu học 3 tháng ngà năm đó, sau 3 tháng ngà thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ, ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó, thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn bữa, nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên Hòn Sơn mà thầy tu. Nó thầy mới có ở Hòn Sơn, thầy tu pháp của thầy Thanh Từ, nhưng mà thầy thấy ở Thanh Từ thì ăn 3-4 bữa thầy không đồng ý, thầy chấp nhận điều đó, cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở Thanh Từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà đi tìm cũng được. Thầy thấy con người không hợp, không hợp cái ăn thôi, còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được, cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm. Nhưng mà lên Hòn Sơn mới có 9 tháng gần năm mà, nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm. Là trước khi mà ở chân không đó thì cô Út lên thăm, nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm, cho nên nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Hòn Sơn sống một mình đó, nó mới nhớ mẹ, nó nhớ mẹ, cái ái kiết sử nó nổi dậy, nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ thôi, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình biết sao đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ của Út, nói mẹ nhớ. Cho nên thầy trở về Tảng Bàn liền tức khắc. Thầy nói thôi tốt hơn mình núp dưới bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy thầy về cái thầy không nhớ mẹ thầy nữa, mà thầy yên tu thì cất cái thất ở bên mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cuối cùng thì nỗ lực thì tu, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lắm, nó lạ lùng lắm, mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy mất. Lên chứ không, không có người nào mà hơn thầy được. Mà thầy lại thích sống độc cư mà. Bạn bè thích nói chuyện này kia, chứ riêng thầy cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ, không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi đó, thì ngồi thì mình thì tu thôi. Thì ngồi thì tu thì chơi, mình chứ không có chơi nói chuyện. Cho nên thầy biết cái bản chất độc cư của thầy đã có từ hồi nào, chứ không phải là mấy bây giờ. Do đó cho nên thầy biết rằng nếu mà thầy trình tụ là nhờ độc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy người. Do đó thầy triển khai cái pháp độc cư như 42 bài kệ độc cư sống như con tiên ngu một sinh đó, là cũng của Phật nói ra. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn, vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, chúng ta không còn quen thân ăn nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu tốt đẹp. Cái gì này hết, tối ngày cứ ở trong thất của mình. Có nghĩa là mình ở trong thất của mình, hoặc là mình đi lên xung quanh thất mình, đừng có đi qua cái khu vực của ai hết. Mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Mà sự phòng hộ ở đây cũng có nói sự phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình là xả tâm đó. Cho nên vì vậy mà những cái sự phòng hộ xả tâm trong giới phòng hộ các căn. Cho nên cái độc cư là cái pháp phòng hộ rất tốt. Do đó chúng ta cố gắng sống một mình. Sống một mình trong một tháng mà chứng đạo thôi, cố gắng sống một mình đi. Sự thật ra một tháng mấy con chứng đạo thì thầy thấy nó một tháng mà độc cư mà chứng đạo thì thôi, sống cho một tháng cho nó rồi sau khi mà mình tu chứng rồi mặc sức mà đi ra nói chuyện ai đây, có phải không? Còn bây giờ nó chưa có xong, chưa có làm chủ xong thì mấy con cố gắng sống một tháng chưa được thì 2 tháng. Đức Phật 49 ngày, một tháng 19 ngày. Còn mình nó giỏi hơn thì mình tháng thôi 30 ngày, thì không phải sao mà ở đây tại sao mình giỏi hơn, tại vì có thầy dạy. Còn Phật có ai dạy đâu, phải không? Cho nên Phật phải dở hơn mình. Còn mấy con có thầy dạy thì một tháng đó là mấy con còn dở đó. Có thầy dạy lẽ ra tu chừng 15 ngày là xong mà, chứ đâu có gì. Bởi vì mình ngồi mình tu suốt ngày, mình cứ giữ tâm,
mình thấy luôn lúc nào nó có chướng ngại thì mình cứ đuổi, mình có cách thức hết rồi, biết cách thức, biết pháp rồi. Còn hồi đó ông Phật có biết không, thầy có biết không, có một cái pháp tâm như cục đất, ly tâm như thấy, cái mặt nào tới cũng vậy thôi. Nhưng mà nó đi là tại vì thầy có biết không, tại vì thầy tu quá thơ rồi, thầy xả quá đức chừng rồi. Mấy con bây giờ thử mấy con xả như thầy, mấy con xả được không, mấy con ăn rau mấy con sống nổi không? Còn thầy xả sạch, nghĩa là tới ăn rau mà sống được, là còn cái thứ gì thầy tính cái thứ gì nữa không? Cho nên ngay đó là thầy xả gì vậy mà thầy nó tâm như cục đất, ly tham ly hết, thì thầy xả hết rồi, thầy sẵn sàng, thầy xả bằng cái thầy xả, không còn chấp nhận cái cuộc sống thế gian này nữa. Còn mấy con chưa làm được, cho nên mấy con nó tâm như cục đất, ly tham thì nó có thể lý đâu, lát nữa thấy đồ ăn nó còn thèm mà chút nữa là mấy con còn buồn ngủ. Còn thầy nó còn cái thứ gì nữa, ăn rau cải mà sống, thầy nó việc ra nó không có còn cái thứ gì, cái thân này nó không còn gì nữa, coi như nó xả nó sạch này. Còn Đức Phật có tại sao 49 ngày chứng đạo mà ông chỉ nghĩ là đi dục đi ăn pháp, mà ông có biết được cái pháp mà xả cái chánh kiến này đâu, chú tu rồi ông mới biết chứ. Nhưng mà gì con biết không, các ông ăn ít quá trời, ông nằm đi hết muốn nổi rồi, có phải không? Tức là ông xả đó, ông sẽ sạch đó. Cho nên bây giờ ông còn cái gì nữa, cho nên gì ông nói ly dục leo pháp, ông chỉ cần nói ly dục leo pháp nhập sơ thiền thôi cũng đủ ông xả nữa rồi. Tại vì ông đã xả qua cái tướng của ông rồi, ông nằm ông còn không còn đứng dậy nổi nữa. Ăn ít quá mà cái cơ thể nó kiệt quệ hết rồi. Các con đọc lại cái chỗ ông Phật tu phải không, ông khổ hạnh đến mức độ ông đứng dậy không có nổi, thì nhờ cái bác sĩ dê đó mà ông hồi tỉnh cho ông muốn chết rồi đó, là ông xả hết, ông xả luôn cả thân không rồi. Nó là cách thức cái hành động xả của người ta xả. Còn bây giờ mấy con dám không? Hơi chút hết không chết luôn. Các con chỉ còn rên thôi chứ không có cách nào. Còn ông Phật có rên không? Nói thì mấy con thấy còn thầy ăn rau 9 tháng trời ở trên Hồng Sơn, có thầy có rên không? Trời ơi thôi về về đi kiếm cơm ăn chứ trời kiểu này chắc số ruột chắc chết. Mà các con biết đừng có nghĩ tưởng mấy con đâu có phải cơ thể chúng ta, đâu phải con bò đâu mà ăn cỏ. Vậy mà tập ăn mà nó chịu đựng, nó trời nó khổ sở lắm chứ đâu phải nó hành hạ ghê gớm lắm chứ. Nó đâu phải mà nó đơn giản đâu. Khi mà không có cơm gạo, cái cơ thể nó chưa có thích nghi, nó không có cái chất bột trong này, nó không có cái thực phẩm mà con người sống, con biết nó mệt nhọc, nó làm như mình muốn chết vậy. Tay chân nó rũ riệt, nó rã rời. Vậy mà từ đó nó lần lượt nó quen dần với cỏ rác rồi sao nó sống được. Rồi nó bình thường. Mới thầy nói một cái tháng đầu mà ăn mà bớt cơm rồi ăn cơm ít rồi còn ăn rau nhiều lên đó, nó đã khổ sở rồi. Chừng mà dứt cơm rồi trời ơi thôi cái cơ thể nó hết muốn đi nổi, nó hết muốn ngồi, nó cứ nằm thôi, nó không muốn. Vậy mà thầy bắt nó ngồi thiền thì mấy con đủ biết phải gan dạ chứ còn nhát gan nó đâu có ngồi lên cái trời đất này nó quay vậy nè, cái cơ thể mà nó thiếu bột thiếu đường ở trong đó nó quay á. Vậy mà thầy bắt nó ăn ra cho được, thầy tặng ăn được thì mấy con biết. Chứ khi nào mấy con thử lần coi, mấy con lấy rau mấy con ăn, đừng ăn cơm coi, cái bụng của con coi nó sốt ra, nó dữ lắm mà nó mệt nhọc, nó muốn chết chứ nó cũng muốn sống, nó như vậy đó chứ không phải vậy. Trải qua rồi thầy mới biết được, mình muốn tập, mình là con người mà tập thành con bò thì thiệt ra nó cũng khó chứ không phải dễ. Cho nên muốn tập thành ông Phật thì cũng dễ, cũng không phải dễ. Tập thành con bò đó mà nó còn khó hú hồ, mà tập làm ông Phật thì nó phải có hơn chứ. Vậy mà thầy tập làm con bò được, ăn rau được, tức là thầy ăn cỏ được rồi. Nó đỡ sướng lắm mấy con. Khi mà ăn được rồi mình vô rừng mình khỏi cần lo, coi cái lá cây nào ăn được thì cứ hốt mớ ăn cái rồi thôi, khỏi có làm. Thì con thấy con bò đó có đi làm không? Nó là cái đám cỏ kia nó ăn hơi rồi nó nằm nó nghỉ. Cái đó là cái giải thoát đó chứ mấy con, chứ không phải không đâu. Chứ thật ra thầy lên Hồng Sơn 9 tháng mà trong 4 năm tháng sau cùng mà thầy thấy ôi như vậy là mình giải thoát sướng quá, khỏi có lo cơm nước, khỏi có cần phải đi xin ai hết, sướng thiệt chứ. Cứ đói ra cái vũng nước kia mà mắc một mớ vô mà ăn là thấy khỏe rồi, đâu có còn gì đâu. Đó là cái sự giải thoát thật sự đó. Nhưng mà mình làm sao được mình trở thành bò, đâu phải dễ. 100.000 người có mình thầy làm được chứ, thầy thấy ở đây chưa có ai ăn rau mà sống. Nhưng có những cái cơ thể đó còn, có những cơ thể người ta uống nước không người ta sống. Rồi có những cơ thể người ta ăn trái cây không người ta sống. Nhưng mà trái cây thì được mấy con, chứ rau cỏ rất khó cho người dễ đâu. Cho nên trong cái sự tập luyện thì cái gì mình cũng có thể tập luyện được. Thầy cứ nghĩ qua cơ thể thầy, tập luyện cái gì cũng được.
ý của mình tập luyện lần dần dần là mình sẽ được, đừng có dỗ ức chế nó quá.